Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi video. Bên em chuyên bán tất cả các dòng điện thoại Oppo, Redmi, Samsung, iPhone, Vivo có giá tầm trung từ 1 triệu đến 10 triệu. Bên em mua bán là không cần cọc, kiểm hàng thanh toán. Kiểm tra đúng sản phẩm em quay em quảng cáo và các bác đặt thì các bác nhận còn không đúng thì chúng ta không nên nhận để tránh cái trường hợp là chúng ta bị mất tiền mà không nhận được đúng cái sản phẩm. Còn bên em bán cho tất cả các bác là từ 1 triệu đến 10 triệu không cần cọc có từ Oppo, Redmi, Samsung, iPhone, Vivo Nói chung là tất cả các mặt hàng trên thị trường có là bên em đều có Bên em bán là cam kết cho tất cả các bác là hàng chính hãng Chế độ bảo hành bên em là 30 ngày Nếu không may các bác dùng lỗi em sẽ hỗ trợ các bác một đổi một tại nhà Và bảo hành phần cứng toàn bộ máy cho tất cả các bác một năm miễn phí ship Nên anh em yên tâm bởi vì đã không cọc kiểm hàng thanh toán Thì những cái lời quảng cáo của em thì nó phải đúng với những cái sản phẩm này Đấy nếu mà các bác mà kiểm tra hàng mà không đúng với cái sản phẩm này thì chắc chắn các bác sẽ không nhận đúng không ạ? Nên là những cái lời quảng cáo em nó phải chính xác 100%. Còn bây giờ em sẽ quay chi tiết cho tất cả các bác từng cái sản phẩm. Anh em ưng được cái sản phẩm nào thì chúng ta có thể nhấc máy và gọi trực tiếp cho em. Có giá từ 1 triệu đến 10 triệu các bác nhá. Bây giờ em sẽ quay cho các bác một số dòng mà điện thoại giá cực rẻ mà lại ít tiền, gọi là tiền ít thịt nhiều thì nó là một cái sản phẩm như thế này. Đây là một chiếc điện thoại Oppo A31 mới 100% nguyên hộp, full hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Em quảng cáo mới thì các bác à, các bác phải nhận đúng mới thì các bác nhận còn không đúng mới và nó có hiện tượng lạ ví dụ móc méo nứt nẻ ở đâu, có hiện tượng xước hay là nó không đúng với những cái hình ảnh và đúng cái sản phẩm mà các bác đặt thì các bác không nên nhận và làm ơn điện ngay cho tôi nha các bác nhá. Em đã bán không cọc thì uy tín hay không thì các bác khác tự hiểu. Đấy, còn đây là một chiếc điện thoại gọi là một dòng điện thoại tiền ít thịt nhiều Oppo A31 mới 100% nguyên hộp full hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe em bán cho mọi người với giá chỉ có 2 triệu 150 nghìn các bác bỏ ra 2 triệu 150 nghìn thì các bác nhận ngay một chiếc điện thoại RAM 8 256 gb nhá RAM 8 256 gb màn hình 6.5 và pin con này 5 nghìn Đấy, còn bây giờ em sẽ mở thông số cho các bác xem này Oppo A31 nha Oppo A31 mới full hộp nên, nên anh em yên tâm à có cái gì dính ở đây đây ạ à, đây là RAM 8 này 256GB này chắc chắn là các bác nhìn qua hình ảnh này thì nó khó nhìn nhưng mà các bác cứ nghe theo những cái lời em quảng cáo là các bác nhận RAM 8 256GB máy 2 SIM 2 sóng 2 SIM 2 sóng nhá giá chỉ có 2 triệu 150 nghìn miễn phí ship kiểm hàng thanh toán có 3 màu xanh đỏ và màu đen Oppo A31 nha full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện hộp nó ở cái góc này này đây này đấy ok chưa không cần cọc một xu Oppo A31 mới 100 phần trăm có những cái dòng từ 1 triệu đến 10 triệu bên em cam kết cho tất cả các bác là hàng chính hãng chế độ bảo hành bên em là 30 ngày nếu không may các bác dùng lỗi em sẽ hỗ trợ các bác một đổi một tại nhà và bảo hành phần cứng toàn bộ máy cho tất cả các bác một năm đây là một chiếc điện thoại Oppo A5s mới 100% full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe. Em để cho các bác với giá chỉ có 1 triệu 650 nghìn. Các bác bỏ ra 1 triệu 650 nghìn thì các bác nhận ngay một chiếc điện thoại Oppo A5s nhá, mới 100%. RAM 6 và 128 GB. Đây là một cái bản cao nhất rồi. Pin 4500, màn hình 6,5 inch nha các bác nha. Có 3 màu, màu vàng cát này, màu hồng này và màu xanh đậm. Đã mới thì các bác cứ nhận mới thì các bác trả tiền còn nếu mà em quảng cáo sai thì chúng ta cũng không nên thanh toán tiền nha các bác nhá chưa có còn nào bật nguồn rồi các bác nhìn qua hình ảnh thì nó có bị xước hay là có bị móp méo nhưng mà không phải đây là một cái lớp giấy bóng thôi nhé. đây em sẽ cho các bác xem này như thế này đã gọi là đủ mới cho các bác chưa Oppo A5s nha các bác nha. Oppo A5s mới 100% giá 1 triệu 650 nghìn hộp của nó ở ngay trước mắt của chúng ta đây Oppo A5s RAM 6 và 128G đấy mới gọi là những cái dòng điện thoại mà giá rẻ mà tiền ít nha các bác nha còn tiếp theo có những cái dòng Vivo nó cũng giá cực rẻ thôi đây này bên em thì bán rất là nhiều cái sản phẩm nó không phải là bán một cây hoặc là hai cây rồi bắt các bác cọc nọ cọc kia rồi là lừa cọc tất cả các bác các bác phải hiểu vấn đề đó Đấy nhiều người ấy Những cái nơi mà chúng ta cần nghiên cứu và mua sắm Thì chúng ta không nghiên cứu Mà chúng ta cứ đi bình luận nọ bình luận kia Đấy hóa ra thực tế ra là chúng ta là những cái người thiệt Các bạn phải biết không Chỗ nào bán nhiều mà sản phẩm rẻ mà không cọc Thì các bạn lại không nghiên cứu Mà các bác lại đi thấy người ta đăng lên bán qua hình ảnh Rồi thì là người ta bắt các bác cọc Các bác vẫn cọc đây Mà các bác bị lừa Đấy nó là một cái vấn đề Đây này đây là con Vivo i11 RAM 6 và con này 128GB Pin con này 5000 giá 1 triệu 950 nghìn nha giá 1 triệu 950 nghìn Vivo y 11 nha mới 100% mới 100% nguyên hộp full hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe đấy đây có một cái lớp giấy bóng này kể cả mặt trước mặt sau các bác nhận máy các bác phải hiểu là tại sao nó có cái bóng bóng này nó có cái lớp giấy bóng kể cả mặt trước cũng có nhá Vivo y 11 giá chỉ có 1 triệu 950.000 full hộp phụ kiện đầy đủ hết từ ốp từ sạc và từ tai nghe đây em kiểm tra cho các bác xem này ram 6 và 128 g ram 6 và 128 g nhá mới 100% cho các bác nhá vivo i11 giá 1 triệu 950 nghìn tất cả những cái dòng điện thoại bên em đang bán ở trong cái video này là từ 1 triệu đến 10 triệu là không cọc một xu không cần cọc một đồng nào thoải mái kiểm hàng thanh toán nha các bác nha Vivo i11 giá 1 triệu 950 nghìn còn tiếp theo là con Vivo i17 Vivo i17 đây mới là những cái sản phẩm mà chúng ta đáng quan tâm và đáng để ý này Vivo i17 em quảng cáo nhanh nha bây giờ em quảng cáo nhanh bởi vì những cái sản phẩm em rất là nhiều Vivo i17 pin 5000 màn hình 6.5 RAM 8 và con này 256G mới full hộp nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe để cho các bác với giá là 2 triệu 250 000 Vivo i17 nha các bác nhá 2 triệu 250 000 nhận ngay một chiếc điện thoại RAM 8 256G RAM 8 256G Đây ạ à, RAM 8 này 256G này Ok chưa Giá này là hợp lý nhất cho tất cả mọi người rồi Vivo Y17 quá đẹp Quá long lanh đúng không Giá chỉ có 2 triệu 250 nghìn Nhận ngay một chiếc điện thoại RAM 8256GB rồi Vivo Y17 Tiếp theo Là những cái dòng mà Chúng ta cũng gọi là những cái dòng mà Tiền ít thịt nhiều mà chúng ta đáng quan tâm Ví dụ như đây Đây là một chiếc điện thoại Redmi 5 Pro Redmi 5 Pro này cũng là một cái sản phẩm mới 100% Full phụ kiện kèm ốp kèm sạc và kèm tai nghe Tất cả những cái dòng điện thoại bên em đã cam kết máy mới để các bạn yên tâm Nó không có một vết xước Nó phải đầy đủ phụ kiện như là ốp sạc tai nghe hết này Redmi 5 Pro RAM 6 và 128GB giá 2 triệu 350 nghìn Pin con này 5 nghìn màn hình con này là 6,52 inch Nha các bác nha Đá mới thì các bạn yên tâm Đây này lớp giấy bóng vẫn còn nguyên này Ok chưa? Đấy, nên là chúng ta sẽ uh, nhận và kiểm hàng đúng những cái sản phẩm này và đúng cái sản phẩm mà các bạn đặt thì các bạn nhận còn không đúng thì chúng ta không nên nhận. Đấy, Redmi 5 Pro nha các bác nhá. Đây này. Ok chưa? Quá đẹp, quá long lanh. RAM 6 và 128 GB. Đấy. Khi mà gửi cho các bác các bác muốn đặt mật khẩu để tránh cái trường hợp bị tráo đổi thì em sẽ đặt mật khẩu cho các bác. Còn các bác không không không, không đặt thì nó cũng không mất được đâu bởi vì là lý do và nguyên nhân gì. Em có email của nó hết các bác nha Đấy, 128g này, Redmi 5 Pro này. Ví dụ như là đây. Sao thăng 06 thăng này thì nó sẽ xuất hiện email cho các bác. Xuất hiện email để làm gì? email này để làm gì email này nó có nghĩa là một số điện một chiếc điện thoại nó có một cái số máy Đấy, nên là các bạn yên tâm ok chưa Đấy, à, Redmi 5 Pro 2 triệu 350 000 được không cần cọc thoải mái kiểm hàng trước khi thanh toán nha các bác nha Đấy, Redmi 5 Pro 2 triệu 350 nghìn tiếp theo cũng có một số dòng nó cực rẻ nữa cơ đây này nếu mà các bạn mà muốn tìm một số cái dòng nó giá cực rẻ thì chúng ta có thể tham khảo con này. Thay cho các bạn là máy bàn phím này hoặc là máy 4G, 2G nó cắt 2G ấy. Đây là con Redmi C2. Redmi C2 gọi là gì? Con này nó là RAM 3 và 32G. Con này cũng là một chiếc điện thoại mới 100%. Nguyên phụ kiện full hộp từ ốp từ sạc và từ tai nghe đầy đủ cho các bác giá chỉ có 1 triệu 250 nghìn phù hợp cho trẻ con học sinh hay là người già hay là chúng ta làm máy phụ là khá hợp lý bởi vì những cái sản phẩm này nếu mà để mà chúng ta nói là tốt thì nó cũng chưa gọi là tốt đâu mười mấy triệu cũng chưa tốt nên chúng ta phải nói là tiền nào là của nấy các bác ạ Redmi C2 Redmi C2 nha các bác nha đấy, em làm thì làm video và quay video cho các bác vào ban đêm nên là cái chất lượng hình ảnh nó không được tốt với lại những cái À, màu nó không được ổn định. Đấy bởi vì mình bán hàng là mình bán hàng theo à, à, quay video chứ còn không phải là bán hình à, bán qua hình ảnh nha các bác nhá. Người ta bán qua hình ảnh thì người ta chỉ cần để một cái góc nào người ta chụp rồi người ta chỉnh sửa hình ảnh rồi người ta bán nhìn nó rất là đẹp. Còn bên em bán ở đây cứ thực tế mà làm. Đấy đã bán không cọc cho mọi người, mọi người yên tâm rồi, không có sợ ai lừa ai cả. Redmi C2 nha Tất cả các dòng điện thoại Các bạn muốn đặt hàng bên tôi Thì các bạn phải nhớ cái tên cái sản phẩm đó Thì các bác mới đặt được Bởi vì bên em bán rất nhiều Nên là không nhớ được hết tất cả các sản phẩm Còn nếu mà các bác muốn tìm những cái dòng rẻ tiền Mà pin châu Thì chúng ta có thể tham khảo con này Đây là một chiếc điện thoại Redmi 9T Redmi 9T nhá Redmi 9T này thì nó có cái cấu hình như sau Màn hình 6.5 RAM 4 và 64GB Pin con này 6.000 <laughs> Pin con này là 6.000 nha các bác nhé Đấy, Redmi 9T RAM 4 64GB màn hình 6.5 Con này là pin của nó 6.000 Giá chỉ có 2 triệu 350 nghìn thôi Không cần cọc kiểm hàng thanh toán Chuẩn chưa Đấy, Redmi 9T nhá Máy này thì là khá ok và phù hợp và cho những người đi làm ở xa hay là chúng ta không có thời gian sạc điện thoại nhiều Đấy là dùng cái con này là rất là ok 64GB là phù hợp nhất rồi đấy các bạn ạ Đấy thông dụng nhất để cho tất cả mọi người dùng rồi Redmi 9T Con này em bán cho các bác 2 triệu 350 nghìn Nhận ngay một chiếc điện thoại pin 6 nghìn nha các bác nha Con này nó là pin 6 nghìn đấy Redmi 9T Đấy Redmi 9T ok chưa 2 triệu 350 nghìn Đây này 64GB này Đấy, tên thiết bị này Redmi 9T này 2 triệu 350 nghìn Không có cọc cạch một đồng nào đâu anh em yên tâm Nếu mà chúng ta sợ bị lừa Nếu mà những cái lời quảng cáo của em nó không kèm đúng với sản phẩm này Và nó không thực tế thì chúng ta không nên nhận Bởi vì chúng ta nhận là chúng ta bị mất tiền thôi Phải không ạ? Các bạn có thấy ai bán hàng như tôi không? Có ai bán dở hơn như tôi không? Bởi vì người ta nói là sợ các bác bom hàng Không phải là sợ các bác bom hàng nếu mà các bạn mà quảng cáo sản phẩm của các bạn đúng thì làm gì người ta bom hàng người ta không có thời gian đâu mà đi uh, bấm phím rồi thì gọi rồi thì đặt hàng sau đó đến khi bên shipper người ta là gọi các bạn thôi người ta cứ nhiễu các bạn thôi đúng không tôi chỉ cần lưu kho trong vòng một tuần thôi hay là một tháng thôi thì các bạn cứ thay nhau mà nghe điện thoại suốt ngày không phải tôi gọi nhưng mà do tôi ép bên giao hàng phải liên lạc với các bạn giao bằng được Kể cả bạn không lấy người ta vẫn cứ gọi thay nhau mà gọi thôi Nên là các bạn khác tự làm phiền bạn thôi Đấy nên là em cũng không ngại gì cái vấn đề mà các bạn bom hàng tôi Bởi vì cái số lượng tôi bán rất nhiều nha các bạn nhá Đấy còn tiếp theo nếu mà các bạn muốn tìm một số dòng Samsung hay là iPhone Bên em cũng có <laughs> Ví dụ như một chiếc điện thoại iPhone 6 Plus này Đây là iPhone 6 Plus mất vân tay nha các bạn nha iPhone 6 Plus mất vân tay iPhone 6 to không phải iPhone 6 nhỏ đâu. Con này là kèm sạc kèm ốp và kèm tai nghe. Con này ấy là máy cũ và con này mất vân tay. Hình thức bên ngoài đạt được khoảng độ 80%. Tuy nhiên thì nó cũng có một số chỗ nó chấm phẩy một ít nhưng mà không đáng kể gì cả. Đấy, không đáng kể gì cả. Con này 64GB nhá. Pin rồi các kiểu thì đạt được đâu đó khoảng độ 90% trở lên. Đấy. Chỉ có mất vân tay thôi còn ngoài ra đều ok hết. Đầu tiên là không có ai, tài khoản iCloud Thứ hai nữa là con này nó là 64V. Đây này. Đấy, 64V. Tiếp theo nữa là chúng ta kiểm tra về pin của nó này. Pin của nó 90 đến 100% nha các bác nhá. con này em chỉ bán cho các bác 1 triệu 650 000 thôi 1 triệu 650 000 nhận ngay một chiếc điện thoại iPhone cũ Mất vân tay Mất vân tay có nghĩa là mất cái gì Mất vân tay thì chúng ta không mở khóa bằng vân tay được Chúng ta chỉ mở khóa bằng số thôi Đa số là người ta chỉ mở khóa bằng số Chứ không bao giờ mở bằng vân tay Đấy. Nói chung là quen cái nào thì chúng ta xài những cái đó thôi 1 triệu 650 nghìn mà nhận ngay một chiếc điện thoại iPhone 6 Plus này Thì chúng ta không phải nói là rẻ Mà cũng không phải nói là đắt Nói chung là gọi là trung bình Đấy. Còn bên em cam kết cho tất cả các bác Đầu tiên chính hãng Thứ hai là đảm bảo cái sản phẩm này và những cái lời quảng cáo của em và những cái chế độ bảo hành của em nó phải cực tốt đấy bên em bán rất là nhiều chứ không phải là bán như kiểu các bác à, thấy người ta bán một hai cây trong rổ rồi hai ba cây trong hai ba mươi cây ở trên uh, tủ các thứ rồi thì có vài trăm nghìn thôi vẫn bắt các bác cọc trong khi đó các bác không biết mà các bác cứ đi cọc cho người ta rồi là bây giờ người ta gửi cho các bác một số cái sản phẩm nó không đúng với những cái lời quảng cáo khi mà chúng ta không nhận thì chúng ta không nhận cái sản phẩm này thì chúng ta mất tiền cọc mà nhận thì so với cái giá trị với cái sản phẩm đó nó quá đắt nên là các bạn phải hiểu vấn đề đó chứ không phải là nhiều người cứ bảo là em nói chuyện như đàn bà chẳng lẽ tôi bán hàng không cho tôi nói tôi phải nói nói đến lúc mà tôi không nói được thì thôi đấy đúng không ạ đây là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A51 mới full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện ví dụ như là kèm ốp kèm sạc và kèm tai tai nghe đây này cái hộp của nó ở ngay trước mắt của chúng ta đây này Samsung Galaxy A51 này các bạn nhìn thấy không Đấy, Samsung Galaxy A51 Con này là RAM 6 và con này 128GB nhé các bác nhá Con này em bán cho các bác full hộp Thì em bán 2 triệu 950 nghìn Không cọc kiểm hàng thanh toán Quảng cáo sai những cái lời quảng cáo với Kèm với sản phẩm này chúng ta không nên nhận này 128GB này Pin con này nó là 4000 Màn hình con này 6.5 Đây là pin 4000 này Chắc chắn là các bác nhìn qua hình ảnh video này là khó nhìn Nhưng các bác cứ nghe theo những cái lời em quảng cáo Thì các bác nhận hàng nha các bác nha Đấy, Samsung Galaxy A51 giá chỉ có là bao nhiêu? 2 triệu 950 nghìn. Đã mới thì nó phải full phụ kiện. Và thứ hai nó không có móp méo, không có nứt nẻ màn phải đẹp. Rồi thì là máy phải zin. Chứ còn nếu mà bảo là mới mà nhận máy cũ thì làm gì ai nhận đúng không? Đấy mà lại không cọc nữa. Anh em yên tâm. Em mà quảng cáo sai thì, à, em mà quảng cáo sai thì các bác không nhận thế thôi. Cứ thế là mà nhanh nhất có thể. Đấy. Bên em đâu có phải bán ít đâu Nên là các bạn phải yên tâm em ship toàn quốc ship bất cứ các bác ở tỉnh nào đều ship được cho các bác nha các bác nha còn tiếp theo cũng là một cái dòng Samsung Galaxy đây là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A12 nha hộp của nó ở đây trong này nó vẫn còn máy nữa nha đây này đấy chẳng qua cái hộp Samsung này nó yếu quá các bạn đây này đấy đôi lúc gửi cho các bác nó nát bét hết nó làm ra nó như thế rồi Samsung Galaxy A12 pin 5000 màn hình 6,5 RAM con này RAM 6 và con này 128 GB, giá chỉ có 2 triệu 650 nghìn Không cọc, kiểm hàng thanh toán, tem siêu nguyên bản, nguyên hộp, full hộp và đầy đủ phụ kiện. 2 triệu 650 nghìn các bác bảo đắt không? Hợp lý giá thôi các bác. Em nói thật với các bác, em bán rẻ nhất trên cái thị trường này. Còn nếu mà các bác muốn tìm những cái chỗ nào mà bán rẻ hơn thì các bác có thể thông báo với tôi. Bởi vì các bác thấy không? Em bán nhiều là một. Một ngày em bán vài trăm đơn là chuyện bình thường, chứ không phải là bán 1 đến 2 đơn nha các bác nhá. Samsung A12 này. Đấy, các bác nhìn thấy thì nó cảm thấy nó hơi xấu do vấn đề gì do là nó có cái lớp giấy bóng sẽ ra nó đẹp thôi đúng không ạ nhiều bác bảo là sao máy của này mặt trước mặt sau nó xước thế không phải đâu nó là do cái lớp giấy bóng ấy. người ta còn lớp siêu ấy còn bên thế giới di động ấy người ta phải bóc ra rồi người ta lau chùi sạch sẽ rồi người ta trưng bày và người ta đặt thì nhìn nó mới đẹp còn bên em bán theo số lượng này thì không không lấy đâu thời gian đâu mà đi lau chùi những cái này cả đấy đây 128 trăm này nha anh em yên tâm cứ nghe theo những cái lời mà em quảng cáo đấy. pin của nó năm nghìn này đấy mà các bác nhận cứ quảng cáo sai là bỏ đừng có nhận nha Đấy, còn em gửi cho các bác thì các bác cảm thấy các bác nhận được thì các bác nhận thôi. Còn nếu mà các bác bom hàng em thì em cũng không sao cả. Đấy. Samsung A12 2 triệu 650 nghìn. Quá đẹp, quá long lanh, quá hợp lý giá rồi. Làm gì còn có chỗ nào mà bán rẻ như vậy cho các bác, phải không ạ? Tiếp theo là con Samsung Galaxy A22. Samsung Galaxy A22 RAM 6 và con này 128GB. Pin con này 5 nghìn. Đấy màn hình cũng là 6,52 53 inch. Đấy, Samsung A22 nha các bác nhá. Em bán cho mọi người giá này là quá rẻ và quá hợp lý. Không còn chỗ nào rẻ hơn bởi vì em phải bán rẻ hơn trên cái thị trường. Còn nếu mà em bán đắt hơn thì làm gì các bác mua? Bởi vì các bác mua với em thì các bác còn phải đợi 3 4 ngày các bác mới nhận được máy cơ mà. Đúng không? RAM 6 128 GB. Pin của nó là 5.000. Ok chưa? Đấy, em để cho mọi người với giá chỉ là 2 triệu 950 nghìn thôi Miễn phí ship kiểm hàng thanh toán Không có cọc cạch một xu nào cả Đây này Em nói thật với các bác ấy Ai cũng vậy thôi Bán hàng hay là bán cái gì Thì ai cũng phải được lời thì người ta mới bán Chứ còn không có tự nhiên Mà chúng ta mua 10 nghìn mà bán 9 nghìn cả Đấy, nó là như vậy Tiếp theo là con Con là Oppo A56 Oppo A56 mới 100% Nguyên hộp, full hộp và đầy đủ phụ kiện RAM 8 cộng 3 thành RAM 11 Và con này là 256GB Oppo A56 nha Giá chỉ có 2 triệu 750 nghìn thôi Pin 5 màn hình 6.5 RAM 8 cộng 3 và con này 256GB mới 100% nguyên hộp full hộp và đầy đủ phụ kiện cho các bác nhận đây ram 8 cộng 3 này 256 g này a 565 g này chuẩn chưa đấy giá này chỉ có là 2 triệu 750 nghìn 2 triệu 750 nghìn full hộp full phụ kiện nhá không có cọc cạch một xu nào cả thoải mái kiểm hàng thanh toán tiếp theo là con Oppo A53s Oppo A53s cũng là một cái sản phẩm mà chúng ta đáng nghiên cứu và đáng quan tâm. Đây là một chiếc điện thoại Oppo A53s mới 100% nguyên hộp, full hộp và đầy đủ phụ kiện kèm ốp, kèm sạc và kèm tai nghe. Giá chỉ có 2 triệu 750 nghìn. 2 triệu 750 nghìn nha các bác nha. Đấy. Nhiều người bảo là A53s với là A56 nó giống nhau. Tại sao nó có cái gọi là giống nhau? Cái chữ 5 này nó là thẳng hàng xuống nhá. Đấy, còn cái chữ 5 này nó chạy dọc lên và bên này nó có ba mắt to như nhau, đây nó chỉ có hai mắt thôi. Đấy, nhiều người nó giống thì không thể giống được. Đấy. Đây là Oppo A53s cũng là RAM 8 cộng 3 thành RAM 11 và con này 256 g pin 5000 màn hình 6.5 giá chỉ có 2 triệu 750 nghìn 2 triệu 750 nghìn nhận ngay một chiếc điện thoại Oppo A56 à, A53s đây RAM 8 cộng 3 này 256 gb này À, 5G này, ok chưa? Đấy, bác nào cảm thấy mà chúng ta nhấc được con nào, chốt được con nào thì alo ngay cho em, bởi vì cái con này ấy, em bán rẻ hơn thị trường với giá tầm khoảng hơn 1 triệu. Người ta bán hơn hơn 4 triệu cơ. Đấy. Còn không tin nữa thì các bác cứ tham khảo kỹ rồi các bác mua chứ đâu có phải là không mua thì nó hết đâu, lúc nào cũng có mà, đúng không ạ? Nên là các bạn phải yên tâm khi các bạn mà mua hàng bên em thì nó không thiếu một cái sản phẩm nào. Đấy, từ dòng Oppo, Redmi, Samsung, iPhone, Vivo Từ 1 triệu đến 10 triệu là không có thiếu bất cứ một cái gì Hôm nay là ngày 24 tháng 9 Đây nhá Đấy, Đây là ngày 24 tháng 9 Các bác nhìn kỹ và nhìn rõ này Bán thành công bao nhiêu và lấy thành công bao nhiêu này Lấy thành công 519 đơn Đây đây, nhìn đọc rõ nhá Đọc rõ cái chữ của nó nhá cho đến lúc các bác bảo là em lấy ở đâu ra Đấy Và hủy mất 19 đơn này Đấy bảo thành công 372 đơn này. Ok chưa? Đấy 372 đơn này. Đấy nên như vậy là em nói cho các bác biết đấy, một phần thì em nói rồi. Trăm người bán, vạn người mua hơn thua nhau nó ở chất lượng. Nếu mà các bạn muốn tìm những cái sản phẩm tốt thì giá rẻ thì không có, mà vừa rẻ vừa tốt cũng không có đâu các bác ạ. Nếu chúng ta muốn tìm một số sản phẩm tốt thì chúng ta hãy tìm một cái nơi uy tín và chúng ta hãy nghiêng một cái sản phẩm đó chúng ta bỏ cái số tiền ra mà nó có hợp lý hay không đấy và có đáng với cái giá trị chúng ta bỏ ra hay không đấy còn bây giờ á trăm người bán vạn người mua hơn thua nhóm là chất lượng đúng không còn rất là nhiều người bán ở trên thế giới này trên mạng xã hội này và trên thị trường này nhưng anh em tin ở điểm nào thì chúng ta có thể mua ở người đó chứ không phải là bắt các bạn phải mua hay là bắt ai phải đến nhà mình mua đúng không Đấy, nên là chúng ta phải hiểu vấn đề này chứ nhiều người bảo là em bán hàng không tốt này hay là hay là sợ em lừa đảo này hay là sợ em bán hàng như thế nọ thế kia đấy là cái việc của xã hội còn em bán cho các bác không cọc kiểm hàng thanh toán chúng ta đặc biệt là không sợ ai lừa ai là cái đầu điểm là cái điểm đầu tiên thứ hai nữa những cái lời quảng cáo của em mà nó không đúng và nó không kèm với cái sản phẩm này thì kênh của em nó không 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 đạt được trên 3 triệu người xem và không đạt được 40.000 người đăng ký kênh và tại sao một ngày tôi bán được 4 đến 500 đơn một ngày thì các bạn chỉ cần biết tôi bán cho các bác nhá Tại sao tôi dám khoe một câu là rẻ nhất trên cái thị trường Đấy, thì 500 đơn một ngày một đơn tôi chỉ kiếm 200.000 thôi thì các bác biết là 500 đơn thì một ngày tôi thu nhập được bao nhiêu thì tôi tội gì tôi thì phải đi lừa các bác để làm gì mà một tháng tôi tôi kiếm được bao nhiêu và trong một ngày 500 đơn thì tôi một ngày tôi bỏ ra bao nhiêu tiền để tôi lưu hành trên toàn quốc này Đấy, gần 2 tỏi trên một ngày mà tôi không sợ bị mất mà tôi cũng đâu cần các bác cọc đâu thế thì em mới nói các bác là những cái sản phẩm mà mình tốt thì cần gì ai phải cọc cạch làm gì đấy cứ kiểm hàng thanh toán ok trả tiền không ok thì thôi chứ xã hội bây giờ đâu có phải một mình mình bán đâu phải không ạ đấy, rất là nhiều người bán đấy, nên là sản phẩm mình đúng thì mình không sợ gì không ngại gì cả chỉ sợ là cái sản phẩm mình nó không đúng thôi đấy tiếp theo là con Oppo A73 các bác biết em bán bao nhiêu 2 triệu 650 nghìn pin 5 nghìn màn hình 6,5 RAM 8 256 g RAM 8 cộng 5 thành RAM 13 và con này 256 g nha giá chỉ có 2 triệu 650 nghìn thôi full phụ kiện full hộp ốp sạc tai nghe mới nguyên hộp các bạn à? Đấy, con này các bác cứ đi tham khảo hết tất cả mọi nơi đi nếu các bác tìm thấy những cái chỗ nào mà bán rẻ hơn thì các bác có thể mua ở chỗ đó. Còn nếu mà không thì các bác sẽ quay lại với tôi. Đấy sản phẩm của tôi thì các bác đừng có nghĩ là nó quay lâu rồi thì sợ nó hết, không hết được đâu. Các bác lấy cả nghìn cây cũng có. Các bác chỉ cần nghe em nói và nghe những cái sản phẩm của em thôi thì các bác biết là em bán hàng nó như thế nào rồi, đúng không? Và cái điểm uy tín ở đâu? Tuy nhiên để một mình tôi nói cho mọi người tin mình thì cũng hơi khó. Còn ai tin thì ủng hộ em các bác nha. Và các bác đừng quên theo dõi video và đừng quên đăng ký kênh và đừng quên chia sẻ video này cho tất cả mọi người cùng tham khảo và cùng nghiên cứu nếu các bạn mua rồi thì chúng ta gọi là tham khảo để nghiên cứu giá còn chưa mua thì chúng ta có thể nghiên cứu và đăng ký kênh và lựa chọn tất cả các sản phẩm bên tôi Đấy, đã không cọc thì chúng ta yên tâm Đấy, 10 triệu cũng không cần phải cọc Đấy, RAM 8 cộng 5 này 256 g này A735 g này Đấy, giá này chỉ có 2 triệu 650 nghìn thì các bác biết là nó rẻ đến mức độ nào Đấy nên là bán rẻ thì cũng sợ mà bán đắt thì không ai mua đúng không ạ nên là các bạn phải hiểu vấn đề đó Đấy, em bán cho các bác cũng một cái sản phẩm nó phải phù hợp với cái túi tiền của các bác là một hai nữa là các bác bỏ ra bao nhiêu tiền thì em chỉ gửi cho các bác bằng cái sản phẩm nó tương ứng với cái đồng tiền các bác bỏ ra chứ không phải là các bác bỏ ra 2 triệu mua cái điện thoại thì nhận được một chiếc điện thoại 20 triệu là không có đúng không em thì không có điều kiện mà từ thiện cho bất cứ một ai cả còn đây là một chiếc điện thoại Oppo A74 5G RAM 8 cộng 5 thành RAM 13 và con này 256 GB, 3 triệu 150 000 pin 5 000 nha các bác nha. Bên em mua bán là không có mặc cả nha, mặc cả là chịu, đừng có bảo đến lúc mà uh, gọi không nghe hay là nọ kia thì không phải đâu. Đấy, hay là không không đáp ứng được hay là không tư vấn cho khách. Nhiều bác ấy, nói nhiều quá thì em còn không có thời gian để em nghe người khác. Nên là, nên là chúng ta đặt hàng các thứ thì chúng ta còn nói nhanh gọn thôi bởi vì nó là sản phẩm mới thì nó không có gì phải nói cả. RAM 8 256 GB. Đấy, a 74 5 g 256 GB. Đấy, giá chỉ có 3 triệu 150 nghìn Nhận ngay một chiếc điện thoại A74 Như thế này Đấy, Oppo A74 Nha các bác nha Đấy, Tất cả các bác nhìn thấy cái máy của em nó bừng bừng Nhưng mà do là vấn đề là Chúng ta có cái lớp siêu này Và chúng ta cầm vào thì nó có đây Đấy, có vân tay ngay Đấy. A74. Tiếp theo là con A76. Oppo A76. Oppo A76 này tại sao là nó có cái giá rẻ như vậy? A76 nó chỉ có 3 triệu thôi. Nhưng mà trong khi đó A76 nhá, RAM 8 và con này nó chỉ là 128 GB thôi. 128 GB nó rẻ hơn A74. Bởi vì A74 nó là 256 GB. Em bán cho các bác 3 triệu, pin 5000, màn hình 6.7. Đấy. Đây này Như thế này đã đủ đẹp Và đủ cho các bác lựa chọn cho RAM 8 Và con này 128 gb này A76 này Đấy 3 triệu bạc thôi Đấy full hộp nha các bác nha Hộp của nó ở đây Đấy. Hộp thì chả quan trọng đâu Em nói cho các bác hộp mới là mới Bên em, em xếp cả kho Chứ không phải bán cây một hai cây rồi thì Đó, Quảng cáo sai cái sản phẩm nọ kia đâu Các bác yên tâm các bác khi mà chúng ta đã lựa chọn bên em mua hàng thì chúng ta không sợ nhận nhầm hay là không sợ là à sai sản phẩm gì đâu. Đá không cọc bóc hàng ra đúng lấy không đúng thôi chứ bây giờ xã hội đâu có phải một mình tôi bán đúng không? Còn đây là con A78. A78 pin 5000, màn hình 6.7, ram của nó cũng là ram 8 4 thành ra 12 và con này là 256 GB nhá. Oppo A78 nhá. Mới 100% full hộp và nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện nha các bác nha đấy, giá cực rẻ thôi, chỉ có là 3 triệu 500 nghìn rẻ hơn thị trường gần gấp đôi Tại sao nó rẻ hơn vì bán như thế này thì nó phải rẻ hơn rồi Còn nếu mà các bác mà muốn vào thế giới di động hay là chúng ta muốn lấy hóa đơn đỏ chứng từ gì thì tôi đi đóng thuế cho các bác khai báo cá nhân các kiểu đấy thì à, lấy hóa đơn các thứ thì nó con này nó cũng đắt mà Đấy nên là nhiều người không biết thì cứ cứ nọ kia thôi Đấy, Còn tôi bán cho những người mà chúng ta phải hình dung được Còn nhiều người không biết là thuế nó đóng như thế nào Nên 256GB này A78 này Đấy 58-4 này A78 5G Chuẩn chọn Giá để cho mọi người chỉ có là 3 triệu 500 nghìn thôi 3 triệu 500 nghìn A78 Nếu các bác mà nhìn qua hình ảnh này cảm thấy nó khó chịu Hay là không nắm được một số cái thông tin thì thì, thì các bác cứ gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo để được tư vấn thêm hoặc là có thể là chúng ta muốn Hỏi muốn hỏi thêm một cái gì những cái gì mà tôi chưa quảng cáo tới thì các bác cứ hỏi tiếp nha các bác nha Đây là con vivo i19 vivo i19 nó có hai bản bản 128g thì giá 2 triệu 250 bản 256g là 2 triệu 450 nghìn Pin 5000 màn hình 6.5 RAM 8 và con này 256 g nhá. Đấy, mới full hộp, nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Đấy, để cho mọi người chỉ có là đây RAM 8 256 g 2450. Nếu mà 128 g thì giá chỉ có là 2 triệu 2, 2 thôi các bác nhá. Đấy, em bán cho mọi người với giá chỉ có 2 triệu 450 000 Đấy, Mới full hộp, nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện Kèm ốp, kèm sạc và kèm tai nghe đã, kèm ốp kèm sạc và kèm tai nghe Đấy. giá quá hợp lý rồi không còn chỗ nào rẻ hơn mà em nói rồi nếu các bác tìm được chỗ nào rẻ hơn thì các bác có thể tham khảo và mua cho đó còn bên em em phải bán như vậy thì em được lời được lãi còn nếu mà bán rẻ hơn nữa thì chịu còn đắt hơn em cũng không bán nữa đắt hơn thì chắc chắn các bạn sẽ không mua rồi bằng cái thế giới di động thì các bạn sẽ chắc chắn các bạn sẽ không mua mua với tôi thì các bạn phải đợi vài ngày ba bốn ngày mà đây là con vivo i 20 s các bác chỉ cần nhìn qua hình thức này thôi Góc vuông, góc nọ, góc kia là các bạn đã biết được là nó Nhìn nó chất như thế nào rồi Đúng không ạ Con này em để cho mọi người với giá chỉ có 2 triệu 550 nghìn Pin con này 5 nghìn Màn hình 6,5 inch RAM 8 Và con này 256GB nha. Vivo Y20S nha. Vivo Y20S Đây ạ Đấy 256GB thấy chưa RAM 8 này 256 này i20s này chuẩn chưa Đấy, bán cho các bác với giá 2 triệu 200 2 triệu 550 000 2 triệu 550 nghìn nè các bác nhé 2 triệu 550 nghìn i20s còn tiếp theo các bác muốn tìm những cái dòng Redmi 7 5G thì chúng ta có thể tham khảo con này Redmi 7 5G nó là full hộp nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện rồi đấy hộp của nó ở đây Đấy, Redmi 7 5G Hộp thì nó có sạc, có ốp, có tai nghe rồi Nó cũng chả có cái gì cả Đấy, nó chỉ như vậy thôi Con này em để cho các bác giá là 3 triệu 150 nghìn Các bác bỏ ra 3 triệu 150 nghìn Thì các bác nhận ngay một chiếc điện thoại RAM 8 256GB Redmi 7 5G nha các bác nhá Đấy, máy cực kỳ là đẹp Đây này, chỉ có 3 triệu 150 nghìn Nhận ngay một chiếc điện thoại này là khá hợp lý rồi Đây, RAM 8 này Đấy, 256GB này Đấy. Redmi 7 5G này. 3 triệu 150 nghìn. 3 triệu 150 nghìn nhận ngay một chiếc điện thoại này. Redmi 7 5G nha. Các bác cố gắng nhớ tên và nhớ cái tên cái sản phẩm đó thì chúng ta mới đặt được. Chúng ta hỏi chung chung thì chúng ta khó. Còn đây là một chiếc Oppo A57. À xin lỗi từ từ nhá, không phải con này. Đây là một chiếc điện thoại Oppo K9s Nha các bác nha Oppo K9s Con này mới phải này Con này sai này Oppo K9s Màn hình 6.7 Và con này RAM 8 Cộng 5 thành RAM 13 Và con này 256GB Em để cho các bác với giá là Bao nhiêu ạ 3 triệu 900 3.900.000 nha Đấy Hiện tại con này trước chưa... Ui chưa bật nguồn Đấy 3.900.000 nhận ngay một chiếc điện thoại Oppo K9S nha. K9S nha. không phải là K9X nha. K9S 3.900.000 thôi Mới 100% full hộp Nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện Từ ốp, từ sạc và từ tay nghe Đấy giá này em để cho các bác chỉ có là 3 triệu 900 nghìn Còn nếu mà các bác muốn tìm những cái dòng nó rẻ hơn Thì ví dụ như con K9X này. <laughs> Đây là con K9X 3 triệu 7 RAM của nó ra 12 cộng 5 thành ra 17 Và con này 256 g Đây em kiểm tra thông số cho các bác rõ ràng nha Còn đúng 100 pin không biết kiểm tra kịp không Đây này RAM 12 cộng 5 này 256 ghi này Oppo K9X 5G 3 triệu 700 nghìn Đấy, Oppo K9X 5G nha 3 triệu 700 nghìn Quá đẹp Quá long lanh Đúng không ạ Đấy Tiếp theo Thì là một số cái dòng sản phẩm Mà chúng ta đáng quan tâm Và đáng để ý Ví dụ như Một chiếc điện thoại Vivo Y55S đây Vivo Y55S này Nếu mà các bác muốn tìm Những cái dòng Mà ram cao Bộ nhớ cao Và pin nó cực kỳ là trâu Thì chúng ta có thể tham khảo con này Đây là con này là pin 6 nghìn đây các bác ạ Đấy, Vivo y e 55 s RAM 8 và con này 256 GB. Xem là RAM 8 cộng 4 này cộng 2 đây. Đây là RAM 8 cộng 4 nha các bác nhá. Đây này. RAM của nó RAM 8 cộng 4 này. Và con này 256 GB này, pin của nó 6 000 này, máy 2 sim 2 sóng giá chỉ có 3 triệu 700 000 thôi. Vivo y e 55 s pin 6 000 là quá cao rồi các bác ạ. Đấy. Cao nhất là pin 7.000 Nhưng mà con này là pin 6.000 Mà giá nó chỉ có 3.700.000 là hợp lý rồi Đấy quá hợp lý nha các bác nha Vivo Y55S Ok chưa Giá cho các bác 3.700.000 Còn nếu mà các bác muốn tìm những cái dòng điện thoại 2.700.000 thì nó ở đây Vivo Y50S À, xin lỗi Vivo i50 màn hình 6,7 RAM 8 và con này 128 nha các bác đừng quên nha RAM 8 128 pin 5.000 giá chỉ có 2 triệu 750 nghìn thôi 2 triệu 750 nghìn mà nhận ngay một chiếc điện thoại Vivo i50 đây này RAM 8 này và con này nó là 128GB này Đấy, Máy là máy 2 sim 2 sóng mới 100% full hộp và nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện tất cả các dòng điện thoại từ đầu video đến cuối video là em không có cọc một xu nào thoải mái kiểm hàng thanh toán nhé. còn em quay nhanh thì nếu mà các bác mà muốn hỏi thêm một số vấn đề gì hay là chúng ta không nhìn kỹ được những cái sản phẩm nào ấy thì chúng chúng ta có thể là gọi trực tiếp. đấy bởi vì là một mình thì cũng không bao giờ để chờ các bạn được đúng không? nên là em quay qua cơ bản thôi. nó là máy mới thì chúng ta cũng không có cái gì là chúng ta phải hỏi thêm. ví dụ như ở đây cũng là một chiếc điện thoại vivo i77e này. À, Vivo y 77 e giá chỉ có 3 triệu 900 nghìn pin 5.000 màn hình 6,7 inch RAM của nó cũng là RAM 8 cộng 4 thành ra 12 và con này cũng là 256GB quá đẹp quá long lanh hợp lý giá và à, tầm này thì cũng không phải là quá đắt đúng không tất cả các dòng điện thoại bên em ở đây em cũng không nói là những cái sản phẩm này là sản phẩm tốt nhất có nghĩa là chúng ta không nói được cái sản phẩm tốt nhất sản phẩm tốt nhất thì cũng chưa có gọi là cái sản phẩm nào là tốt nhất đâu Đấy, bởi vì chúng ta mua có 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu gọi là nghe gọi được, xem phim, chơi game nhẹ được, chứ còn nếu mà bảo tốt thì 2 30 triệu cũng chưa là tốt. Đấy. Cũng một số người cũng nói là em bán đắt, cũng có một số người thì bảo em bán rẻ cũng sợ. Em nói cho các bác ấy, em cũng đã nói liên tục và nó cũng ở, nó cũng ở ngay cái cửa miệng của em. Đấy. Ví dụ như các bạn phải biết không, xã hội mà. Nếu các bạn muốn tìm những cái dòng điện thoại rẻ mà giá nó điện thoại đời cao mà giá rẻ. Đấy thì các bạn có phải biết được là đi mua những cái dòng mà triệu hơn triệu, iPhone 15 ấy, 16 hoặc là S20 Ultra chẳng hạn người ta chỉ có bán cho các bác có hơn triệu thôi. Đấy, mà ở ngoài thị trường người ta bán đến 3 đến 40 triệu đấy các bác ạ. Đúng không? nên em mới nói cho các bác là có một số cái sản phẩm người ta bán ấy, bán rẻ cho các bác các bác bị lừa là một thứ nhất là hàng độ vỏ thứ hai độ hàng sách tay thứ ba nữa là hàng tàu hàng nhái hàng lỗi kỹ thuật nó có rất là nhiều cái sản phẩm trên thị trường nó trôi nổi nên là chúng ta phải hiểu được là tin ở chỗ nào thì chúng ta mua ở chỗ đó chứ chúng ta bỏ ra ba bốn triệu bạc em nói cho các bác nếu mà những cái sản phẩm của em gần 10 gọi là một cái đơn hàng thôi 10 triệu các bạn bỏ ra 10 triệu bạc để chúng ta mua thì các bạn có phải là tìm những cái địa điểm uy tín hay không phải không ạ nếu mà em mà quảng cáo không đúng và nó không thực tế làm gì ai dám mua, ai dám bỏ ra 10 triệu để mua đi làm 3 4 tháng lương đấy các bác ạ. À. À, như con này 256 GB Vivo i77e. Đấy giá chỉ có 3 triệu 900 000 thôi, nhận ngay một chiếc điện thoại mới full hộp. Nếu mà các bác mà nhận máy mà nó có mốc có nứt, có nó không đúng thực tế thì làm gì chúng ta nhận phải không ạ? Chứ đâu có phải là như bán rau, bán cỏ gì đâu mà bán giày, bán dép thì, thì nó mất thì thôi, còn đây là vài triệu bạc chúng ta phải kiểm tra rõ ràng. Đấy, thì em mới nói là em bán cho các bác kể cả một cái đơn 10 triệu cũng không, không cần phải cọc mà các bác vẫn không tin. Đấy, chẳng qua là em không biết quảng cáo tốt hay là không biết quảng cáo những cái sản phẩm em hay là không biết ra cách ăn nói nên là các bạn à, nghe nó khó chịu. Đấy, nhưng mà tôi cũng đã bỏ hết cái những cái tấm lòng những cái tâm của tôi để thuyết phục và nói chuyện nó thực tế với các bác rồi. Đấy. Còn nhiều người tại sao các bác nhìn nghe nó ngọt ngào, người ta nghe nó cực kỳ là hấp dẫn, cực kỳ là thu hút nhưng mà thực tế ra người, người đó chỉ là người người ta thuê để làm video và người ta thuê để quảng cáo sản phẩm đó thôi chứ cái đứa đó hay là cái thằng đó nó không phải là chủ cái cửa hàng đó đâu các bạn ạ Đó các bạn phải hiểu như vậy nên là chúng ta nhiều người thì hiểu quá mà giải thích không được mà nhiều người thì không hiểu thì cứ nghe thấy mình nói gây gắt rồi đàn ông mà nói chuyện thì nó cũng hơi khó chịu ấy, đúng không nên là nhiều người cứ không tin đó, nên là một mình mình làm sao mà thuyết phục được mọi người tin được vào làm sao mà một mình mình làm dâu chăm họ mà 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 nghe được hết người ta phải không ạ đây đây là một con Geno 5 à xin lỗi Geno 6 này Geno 6 5G mới 100% 2 sim 2 sóng nha con này ấy. Đấy, con này em chỉ để cho các bác giá là 5 triệu 500 nghìn pin 5 nghìn màn hình 6,5 nha các bác nha Geno 6 nha các bác nha đây đẹp chưa như thế này đã đủ đẹp cho các bác chưa Đấy, Geno 6 nha các bác nha Đấy, con này 5 triệu 500 nhận ngay một chiếc điện thoại RAM của nó RAM 12 cộng 5 thành ra 17 và con này 256 g Đấy, màn là màn full tràn viền Chưa có con nào buồn nguồn, buồn quá nhỉ, nhiều máy quá Đấy Kể cả 5 triệu hay 6 triệu, bên em không có cần các bác cọc một xu các bác cứ thoải mái nhận hàng kiểm tra Nếu mà những cái lời quảng cáo của em mà nó sai với cái sự thật Chúng ta không nên nhận cái đơn hàng đó để chúng ta tự nhiên là mất tiền thôi Phải không ạ? Đấy, Geno 6 5G Con này em bán cho các bác với giá là 5 triệu 500 nghìn RAM cao, bộ nhớ cao nha các bác nha Đây là màn hình của nó là tràn viền đấy Tràn viền có nghĩa là nó hết cái mép này Đây này, nó hết cái mép này Đấy, hình như là không có mép ngoài này Đây 256G nhá Renault 6 5G nhá Đấy, khó nhìn nhỉ Rồi là RAM của nó RAM 12 cộng 5 này Ok chưa Đấy, 256G giá chỉ có 5 triệu 500 nghìn thôi Còn nếu mà các bác muốn tìm những cái dòng mà nó cao hơn Đời cao hơn và ngon hơn Tiền nó cũng cao hơn Thì chúng ta có thể tham khảo tiếp cái con Geno 7 Geno 7 này con này là 6 triệu 500 nhá. Đấy, thị trường người ta bán 10 triệu đấy nhưng mà em chỉ bán 6 triệu 500 đây này Geno 7 cứ kiểm tra thông tin của nó bởi vì cái thông tin này là em không làm được nên là nó ghi như thế nào thì em đọc như thế đó cho các bác đấy cứ kiếm một cây em kiếm hai ba trăm nghìn một hai trăm nghìn đấy thì là được rồi em kiếm đâu có phải là như người ta một cây kiếm cả triệu bạc đâu em bán đấy em nói thật em bán vài trăm đơn nếu mà các bác phải kiếm một đơn 500 nghìn thì thì 500 đơn thì một ngày em kiếm ra 250 triệu một tháng em kiếm ra bao nhiêu mấy tỷ 6 tỷ một tháng thì em cũng không phải ngồi ở đây để bán hàng cũng khổ lắm anh em ạ Đấy bây giờ nếu mà một tháng em kiếm ra 67 tỷ thì em cũng không phải ngồi đây để bán hàng cỏ cỏ như thế này cho các bác rồi Đấy nên là các bác phải hiểu vấn đề đó em cũng chỉ vì những cái miếng cơm mà em phải ngồi đây em bán hàng cho các bác quay lòng hoàng lòng hoàng thế này thôi Đấy nên là mọi người thông cảm có những cái gì nó đúng sai thì tất nhiên là cũng có người nói là mình đúng có người nhiều người nói là mình sai thôi kệ vậy các bạn thông cảm cho tôi còn anh em ủng hộ được thì ủng hộ nha các bác còn đừng quên đăng ký kênh chia sẻ ngay video để cho mọi người cùng tham khảo và cùng nghiên cứu mua ở đây đây mới là những cái địa điểm mà chúng ta cần nghiên cứu và mua sắm số lượng bán rất nhiều mà không cọc kiểm hàng thanh toán uy tín là ở điểm này chứ còn không có chỗ nào nữa đâu nha các bác nha con này cũng là ram 12 cộng 5 này Đấy, 256g này Geno 7 này giá chỉ có 6 triệu 500 không cần cọc đấy nhá em bỏ 6 triệu bạc trên một cái đơn hàng này thì một ngày em bán vài trăm đơn thì các bạn nghĩ là nó bao tiền đấy mà không cần phải cọc đâu Zeno 7 5G nên em cũng hay cứ nói là làm sao để mình nói được cho mọi người tin mình nhỉ khó có thể đúng không Còn đây là con Redmi 12 nhá mới 100 phần trăm con này thì nó còn tem siêu ngoài nó đây này, này, em sẽ không bóc ra màn hình của nó đây. 6,79 inch này. Full HD này. Đấy và con này là pin 5000 nhá. 256 GB này. Ok chưa? Redmi 12 này. Con này em bán cho các bác với giá là bao nhiêu ạ? Các bác chỉ cần nhìn ba cái mắt cam này là quá đẹp rồi. Nó có đẹp hay không thì các bác nhìn qua là các bác cũng đã biết. Con này 3 triệu 700 000 nghìn. Nhà, RAM 8 cộng 2 thành RAM 10 và con này 256 gb pin 5000 màn hình 6,79 inch. Máy to, màn to và hình thức cực kỳ là đẹp. Người ta đã làm ra, người ta nghiên cứu để cân đối hết rồi các bác ạ. Redmi 12 nhá, 3 triệu 700 nghìn thôi. Tiếp theo, nếu mà các bác muốn tìm một số cái dòng màn giá nó cực kỳ là hợp lý thì chúng ta có thể nghiên cứu con này. Đây là một chiếc điện thoại có giống iPhone 13 Pro Max trở lên không? quá giống nhưng mà không phải đâu đây là một chiếc điện thoại TECNO nhá Đấy, gọi là Techno Spark gọi là Techno 20 màn hình 6,7 RAM con này RAM 8 và con này 128g RAM 8 và 128g nha các bác nha con này em để cho các bác với giá là bao nhiêu 3 triệu 700 nghìn pin 5 nghìn màn hình 6,7 inch đây quá đẹp quá long lanh giống y hệt iPhone Pro Max đây ạ chuẩn chưa Đấy, quá đẹp phải không ạ con này chỉ để cho các bác với giá là 3 triệu 700 nghìn full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện nhé mọi người nha con này của nó là RAM của nó là RAM 4 4 và con này 256 ghi Tecno 20C này và con này nó là Android 13 chấm này RAM 4 4 này và 128 gb này pin con này 5.000 chuẩn chưa Đấy em đã đọc rõ cái thông số và những cái thông số kỹ thuật của nhà thiết kế cho các bác hết rồi đấy Đấy giá 3 triệu 700 nghìn nhận ngay một chiếc điện thoại này là quá hợp lý quá ok Tiếp theo là một chiếc điện thoại Redmi 13C Redmi 13C này là bán rất chạy Nha rất chạy luôn Đấy không còn đủ hàng để mà bán luôn đấy. Redmi 13C và Redmi 13R Redmi 13C này con này là RAM 8 cộng 2 thành RAM 10 Và con này 256GB Giá chỉ có 3 triệu 7 thôi Đấy, Như thế này mà giá chỉ có 3 triệu 700 nghìn Thì còn đi đâu mà tìm nữa Đúng không Còn nếu mà các bác bảo là Những cái sợ những cái sản phẩm em không thực tế Không đúng ấy, Thì em sẽ kiểm tra email cho các bác xem này Đầu tiên các bác đi mua máy ở đâu Thì các bác cứ đừng quên bấm sao thăng 06 thăng Nó sẽ xuất hiện email Số email Nhiều người bảo là sợ bị đổi hàng Nhưng mà không đổi được bạn đổi đi thì cái email của tôi lưu ở trên cái chế độ bảo hành của tôi là nó sẽ các bạn sẽ không 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 à, họ sẽ không đổi được Đấy, và tôi sẽ biết ngay Đấy, bây giờ các bác chỉ cần là bạn mua máy gì cái là tôi biết được là cái máy của bác là mua máy gì và email của nó là bao nhiêu Đấy. À, con này là Redmi 13C nhá màn hình 6,74 inch màn hình 6,74 inch pin 5000 Đấy, hỗ trợ sạc từ 18W trở lên con này em bán cho các bác cũng là 3 triệu 700 nghìn thôi Tiếp theo là con Redmi V30. Redmi V30 mới 100% nguyên hộp, full hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. RAM con này RAM 8 mà con này 256 GB. 3 triệu 700 000 Con này RAM 8 cộng 6 ấy. Redmi V30 nhá, 3 triệu 700 000 Quá đẹp, quá long lanh, quá hợp lý đúng không? 3 triệu 700 nghìn mà các bạn nhận ngay một chiếc điện thoại này là chúng ta không còn gì phải nói là đắt hay là rẻ nữa rồi Chỉ có em mới bán cho các bác với cái giá này thôi Còn các bác muốn tìm những cái sản phẩm này mà giá này thì các bác đi tham khảo rồi Nếu mà không mua được thì hỏi em sau Nhà em thì lúc nào cũng có cái điện thoại không bao giờ thiếu được Đấy, Redmi V30 Đây này RAM 8.6 này và 256k Redmi V30 này Máy 2 SIM 26 nha Giá cho các bác với giá chỉ có 3 triệu 700k Tiếp theo Đây là một chiếc điện thoại mà chúng ta đáng quan tâm Và chúng ta đáng để ý nhất Đây là những cái dòng điện thoại mà chúng ta bán chạy nhất Bởi vì trước kia nó giá nó cực kỳ là đắt Nhìn nó cũng cực kỳ là đẹp Đấy con này là con uh, Vivo V15 Nha nó có cái tính năng như sau đây là con này là ram 8 này con này 256 ghi nhá hai sim hai sóng nha phù hợp cho tất cả mọi người nhưng mà con này nó có tính năng đặc biệt là con này cam thụt này đấy ok chưa cam thụt này cho nó xuống này đấy cam nó thụt thò nhá đấy nhìn nó nó quá đẹp rồi còn các bác bảo săn xui thế này nó chỉ là lớp giấy bóng thôi các bạn đấy, khi mà chúng ta nhận máy thì chúng ta xé cái này ra nó đẹp như thế này các bạn bỏ cái lớp này vào nhìn đấy thấy chưa nó hơi xấu nhưng mà thôi em bán hàng em bán bằng thật cứ kệ nó đi đấy ok chưa con này là vivo v15 vivo v15 nha các bác nha con này màn hình 6,5 ram con này ram 8 và con này 256 gb pin con này 5000 giá 2 triệu 950.000 thôi 2 triệu 950.000 nhận ngay một chiếc điện thoại vivo v15 nha các bác nhé À, qua đây thì em cũng chắc cũng phải tạm dừng video ở đây còn điện thoại bên em thì còn rất là nhiều tuy nhiên để để mà nói hết ở đây thì chắc chắn là hơi khó thời lượng video thì nó có hạn nên là các bạn phải thông cảm các bác theo dõi video thì chúng ta nhớ đầu tiên đăng ký kênh kết bạn zalo hay là gọi trực tiếp để chốt đơn đấy chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo và nghiên cứu mua những cái sản phẩm ở nơi này nơi này mới là những cái nơi mà chúng ta cần nghiên cứu và sắp xếp để mua sắm bởi vì bên em bán rất là nhiều cái số lượng điện thoại mà không cần cọc mà lại ship toàn quốc ship đến tận nhà các bạn và chúng ta được kiểm hàng thanh toán nên là các bạn yên tâm kiểm hàng kiểm hàng có nghĩa là được lắp sim nghe gọi test thử vào mạng ok thì chúng ta thanh toán tiền còn không đúng thì chúng ta không nên toán không nên thanh toán tiền cho bất cứ một cái đơn vị nào kể cả các bạn nhận nó không đúng thực tế không đúng với những cái lời quảng cáo và không đúng sản phẩm trên khi trên cái video mà tôi quảng cáo chúng ta cũng không nên nhận nha các bác nha cảm ơn tất cả các bác đã mất rất là nhiều thời gian quan tâm video và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác vào video tiếp theo cảm ơn mọi người